Nó đang coi mà, nó đang có ba làm phiền con phải không? Rồi thôi đi ra coi lại đi. Con coi đi, con nằm xuống coi đi. Lên ghế nằm xuống coi đi con. Thương quá à. Chụp bằng chụp bằng. Mập đang nghe tiếng kêu. Ủa, con kiếm được ba rồi hả? Rồi thôi đi coi tiếp đi. Mày ghét à. Thương lắm á. Hả? Làm sao con? Nhiễu nước hả? Sao con làm nhiễu nước ở đây? Con phải đóng cái bình lại chứ. Con coi thích không? Con thích coi không? Hả? Giỏi. Có hay không? Hả? Con nói cái gì? Con nói cái gì? Bà đóng cái nắp lại rồi. Rồi nha. Dạ. Thương quá. Hôm nay mẹ không ở nhà tội nghiệp bắt quá. Thôi đừng đứng gần quá, vô đây lên ghế ngồi nhanh. Lên ghế ngồi. Ướt con ngồi kia bên kia, con ngồi bên kia không ướt. Con quanh kia ngồi, đúng rồi, lên đó. Đúng rồi, lên ghế đó ngồi. Giỏi. Giỏi lắm. Con muốn mở nước uống không? Con coi đi. Hả? Đấy. Thương lắm nha, ba thương lắm nha. Bye bye đi. Bye bye ba cái đi rồi đi nè. Rồi ba tắt. Bye bye cái rồi ba tắt nhanh. Giờ con có bye bye không? Con không có ngoan mà ba không có cho coi nữa đâu nha. Con bye bye bằng cái bình nè. Con giỡn ha. Bye bye bằng cái tay. Giỏi. Giỏi. Được.